Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Bài trích phúc âm theo Thánh Matthew. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các tông đồ rằng: Các con hãy coi chừng người đời, vì họ sẽ nộp các con cho công nghị và sẽ đánh đập các con nơi hội đường của họ. Các con sẽ bị điệu đến nhà cầm quyền và vua chúa vì thầy, để làm chứng cho họ và cho dân ngoại được biết. Nhưng khi người ta bắt nộp các con, thì các con đừng lo nghĩ phải nói thế nào và nói gì, vì trong giờ ấy sẽ cho các con biết phải nói gì. Vì chưng không phải chính các con nói, nhưng là Thánh Thần của Cha các con nói trong các con. Anh sẽ đem nộp em, cha sẽ nộp con cái sẽ chống lại với cha mẹ và làm cho cha mẹ phải chết. Vì danh thầy các con sẽ bị mọi người ghen ghét, nhưng ai biển độ đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu độ. Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa. Máu các thánh tử đạo là hạt giống trổ sinh niềm tin Kitô giáo. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ rất thân mến, câu nói nổi tiếng của Thánh Giáo phụ Tertulliano rất đúng với hoàn cảnh giáo hội Công giáo Việt Nam, không những trong suốt 300 năm cấm đạo đau thương mà còn tiếp tục trổ sinh phát triển cho đến ngày hôm nay. Máu thánh ấy, hạt giống ấy đã và đang là nền tảng sức mạnh trổ sinh hoa trái trong lòng giáo hội Công giáo Việt Nam. Hôm nay, cùng với toàn thể giáo hội Việt Nam, chúng ta long trọng dâng lễ mình kính các thánh tử đạo trong ngày thiên quốc này. Thiết nghĩ đây chính là thời điểm cao quý để chúng ta tưởng nhớ lại công lao, những việc thánh thiện các ngài đã chứng tỏ lòng yêu mến Chúa, cũng như làm chứng cho thế gian. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để mỗi người Kitô hữu Việt Nam chúng ta, khi nhìn lại cuộc đời dấn thân của các vị cha anh hào hùng, chúng ta cũng hãy noi gương bắt chước và tìm hướng đi mới cho đời sống đạo của chúng ta trong bối cảnh xã hội ngày hôm nay. Thưa anh chị em rất thân mến, ăn quả như kẻ trồng cây, uống nước như nguồn, đó không chỉ là lời gọi mời đáp trả, mà còn là đạo lý ăn sâu vào tâm khảm mỗi người con Việt Nam chúng ta. Hôm nay, chúng ta long trọng mừng lễ các thánh tử đạo cho ông chúng ta, không phải để chúng ta tự đắc với những thành tích trong quá khứ mà các ngài đã đạt được, nhưng là cơ hội thuận tiện để chúng ta chứng tỏ lòng yêu mến Thiên Chúa, đấng dựng nên đất trời, người là cha của muôn loài, đấng đã hiện thực hóa tình yêu ấy nơi cha ông chúng ta xưa kia, và ngài vẫn còn đang thực thi công trình yêu thương ấy trong đời sống đức tin của chúng ta ngày hôm nay. Và trong giây phút ngắn ngủi này, chúng ta cùng nhau ôn lại ơn gọi, việc làm mà các ngài đã sống. Một lối sống không phải trong bối cảnh nhung lụa nhẹ nhàng, nhưng ở một hoàn cảnh bi đát, mạng sống luôn bị đe dọa bởi lằn dao, lưỡi kiếm của những bậc vua quan, lính tráng rao riết kiếm tìm. Họ là ai? Thưa họ là những giám mục, linh mục, phó tế, giáo dân, nam cũng như nữ. Có thể nói, trong số những vị ấy, có vị không hoàn toàn đạo đức thánh thiện toàn vẹn, bởi đời sống cá nhân cũng có những va vấp yếu nhược. Tuy vậy, khi phải đối diện với cái chết vì nước trời, các vị đã anh dũng, dám nói không với thế gian tội lỗi, để chứng tỏ lòng trung thành yêu mến Thiên Chúa. Trong số hàng ngàn những phúc nhân ấy, mà tiêu biểu là 117 vị anh dũng đã tỏ bày tình yêu mãnh liệt của mình đối với đấng đã yêu mến họ bằng nhiều những cách thức và phương thế khác nhau. Vượt trên tất cả mọi trở ngại, các vị đã cho thế gian thấy rằng chân lý, sự thật, tình yêu luôn chiến thắng giả dối, bất công, sự chết
và hận thù. Khi đọc lại tiểu sử cuộc đời của các ngài, là những hậu duệ chúng ta không khỏi cảm phục đức tin kiên cường của các ngài. Vì trung thành với Chúa, tin tưởng nơi Chúa, các ngài đã cam chịu thiệt thòi trong đời sống, thậm chí mang tai tiếng như phản nước hại dân, hay mất hết địa vị xã hội, và đặc biệt là phải chịu gông cùm, xiềng xích, máu chảy đầu rơi, mất mạng sống vì đức tin. Có những vị như quan triều đình Mikae Hồ Đình Hy, quan án Phạm Trọng Khảm, là những người có quyền cao chức trọng, đã dám rời bỏ danh vị để trung tín với đức tin. Có những vị tuổi trẻ tài cao, tương lai mở rộng như Thánh Thomas Thiện, Phaolô Bột, nhưng các ngài dứt khoát từ bỏ tất cả để hiến dâng tuổi thanh xuân cho nước trời. Có những vị chân yếu tay mềm, nặng gánh gia đình như thanh nữ Anne Lê Thị Thành, dám tạm gác lại no toan gia đình để chọn bề cho lý tưởng tin mừng. Và có thể nói, còn rất nhiều những chứng nhân, gương sáng, việc làm, hành động mà các chứng nhân đã thực thi, đáng để chúng ta là những hậu duệ phải noi gương bắt chước. Thưa quý ông bà cùng toàn thể anh chị em rất thân mến, người ta vẫn thường nói, cha mẹ an hiền để đức cho con, cây tốt sinh quả tốt. Máu các thánh tử đạo đã gieo xuống nơi quê hương chúng ta. Hạt giống ấy, mầm giống ấy ngày nay đang phát triển một cách mạnh mẽ và trổ sinh bông hạt không ngừng trong cuộc sống hàng ngày. Tuy vậy, chúng ta được gọi mời hơn nữa, làm thế nào để đức tin ấy, gương sáng ấy, vẻ đẹp ấy không chỉ bó hẹp trong cộng đồng những người Kitô hữu, mà tinh thần ấy phải được bén rễ và lan tỏa đến tất cả anh chị em chung quanh chúng ta. Có lẽ thời cuộc ngày hôm nay, chúng ta không còn phải giữ đạo với muôn vàn khó khăn, như phải đối diện với những cảnh gông cùm, xiềng xích, máu chảy đầu rơi như các vị cha anh để bảo vệ niềm tin của mình. Thế nhưng, chúng ta đang phải đối diện với rất nhiều những bạo chúa mới, tà thần mới, đó là chủ nghĩa vô thần, trào lưu vô cảm, thái độ rừng rưng và cá nhân chủ nghĩa. Tất cả những mặt trái của đời sống thường ngày đó đang làm cho việc sống đạo, thực thi giáo lý của Chúa nơi người cư hữu đang bên bờ vực thẳm. Bên cạnh đó, áp lực làm giàu và làm giàu bằng mọi cách đã và đang đảo lộn các giá trị xã hội. Người ta bất chấp mọi thủ đoạn như lường gạt, tham ô, đánh cắp, trốn thuế để làm giàu cho cá nhân, dẫn đến một người đã giàu lại càng giàu hơn. Tệ hại hơn, người ta đóng kín bản thân và không có thời giờ nghĩ đến người khác. Trong khi đó, những người nghèo lại càng nghèo hơn. Họ không có tiếng nói, họ bị đẩy ra bên lề xã hội, họ không đủ sức chạy đua trong cuộc chiến kim tiền này. Họ bị đẩy lui lại về phía sau. Thực vậy, để lựa chọn sống theo giáo huấn của Chúa và chu toàn lương tâm của mình, chúng ta phải gạt bỏ đi những cái tôi ích kỷ, để nghĩ đến, để giúp đỡ và chia sẻ với những người kém may mắn, để mỗi người không những có chỗ đứng trong cuộc đời này, mà nhân phẩm, lương tâm của họ cũng được chân nhận như một thành viên trong gia đình giáo hội. Kính thưa cộng đoàn, thực vậy, xã hội ngày hôm nay đang ngấm ngầm tạo ra những cuộc bắt bớ mới, tinh vi hơn, thủ đoạn hơn, như nạn xì ke, ma túy, lối sống vô luân, chủ nghĩa di tục đang băng hoại đời sống đức tin của người Kitô hữu. Nhưng như các thánh tử đạo xưa kia chỉ chết một lần cho lý tưởng, thì ngày nay chúng ta được gọi mời chết đi cho từng ngày, nói không với những phi luân đó để làm chứng tá cho tin mừng của Chúa. Có thể nói mỗi ngày sống của chúng ta là một cuộc tử đạo không ngừng. Sống vì đạo như vậy cũng oai hùng không kém chết vì đạo. Sống vì đạo như vậy cũng oai hùng không kém gì chết vì đạo. Sống vì đạo như vậy
chúng ta cũng làm chứng nhân cho Chúa, cho tin mừng, không kém gì chết vì đạo. Amen.